Kính chào quý khán thính giả, tôi xin phép được đọc tiếp chương 5 tiểu thuyết Trăng Lên của nhà văn Thế Đức. Gà mới gáy lần thứ nhất, ông nội và ông Tuệ đã gọi nhau dậy, rồi mỗi người một đầu khiêng chiếc diều ra khỏi nhà. Chiếc diều này ông nội đã làm trong thời gian lánh nạn ở nhà ông Tuệ. Thực lòng mà nói, cho dù ông nội có thú chơi diều thật đấy, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì chẳng còn bụng dạ nào mà ham hố được nữa. Mục đích của ông làm chiếc diều này là để làm phương tiện liên lạc mỗi khi cần gặp Tùng ở bờ bên kia sông. Chiếc diều lớn bằng cái thúng câu rồi được nhuộm màu vàng, có gắn sáo làm bằng ống trúc cũng có màu vàng óng, nó to bằng bắp chân người lớn. Từ khi ông nội làm xong chiếc diều này cũng chưa một lần cho bay thử, nhưng như những lần khác để thỏa thích sự hứng chí của mình. Lý do ông nội không thể cho bay thử, bởi hễ có tiếng sáo diều vang lên là bên kia sông, Tùng hiểu rằng đã có một hiệu lệnh báo cho mình phải vượt sông sang nhà làng Hạ ngay để gặp ông. Ông nội và ông Tuệ dừng lại trên một vạt đất bằng phẳng dưới chân đê. Ông Tuệ ném cuộn dây diều khoác trên vai xuống đất cho ông nội, buộc đầu mút cuộn dây vào đầu vào lèo diều. Dây thả diều được tết bằng sợi dây đai ngâm, to bằng dây đan võng nhưng rất mềm và dai dẳng, chẳng khác gì dây chão. Dây lèo được ông nội tiết tết có một độ chính xác tuyệt đối, không thể lệch sang trái hoặc là lệch sang phải dù chỉ một ly. Nếu bị lệch thì ít thì chiếc diều vẫn có thể bay lên cao, nhưng không êm ả mà tròng trành nghiêng ngả, giống hệt như một con thuyền bơi giữa dòng nước gặp phải con sóng lớn. Nếu còn lệch nhiều thì sẽ không thể bay lên được. Thậm chí nếu người thả diều không cẩn thận, có khi bị cánh diều văng lại tạt thẳng vào mặt, rất nguy hiểm. Ông nội buộc dây diều vào lèo xong, kiểm tra lại các nút tết thêm một lần nữa, thấy có vẻ đã ổn, ông gật gật cái đầu ra vẻ rất mãn nguyện. Tốt rồi, hai người khiêng con diều lên mặt đê, gió bấc thổi ù ù, ông nội cầm đầu mút của cuộn dây cột chặt vào chiếc cọc được đóng sâu xuống đất và chắc chắn. Buộc xong, ông đứng dậy đeo cả cuộn dây vào khuỷu tay rồi thả từng vòng ước chừng cách thân diều chừng chục mét thì dừng lại. Hai tay ông Tuệ nâng cánh diều dựa theo chiều gió đi giật lùi về phía sau. Ông nội nhìn dây diều đã thật căng, dõng dạc hô, thả đi. Ông Tuệ tung diều cho bay lên, cây diều được tự do trao cánh mấy lượt như thế vào chào hai vị chủ nhân trước đang ngước nhìn nó, rồi từ từ bay lên không trung. Ông nội vừa buông từng vòng dây vừa giật giật sợi dây như để kích thích sự phấn khích của nó. Cây sáo gắn ở chính giữa thân diều được gió lùa vào cái miệng tròn xoe bắt đầu vang lên. Khi cuộn dây được buông tới vòng cuối cùng thì cũng là lúc con diều đứng im phăng phắc. Lúc này nó chỉ nhỏ bằng chiếc quạt nan, dài bằng nửa da sải tay người lớn. Cánh diều màu vàng lại được tắm ánh trăng vàng trong đêm khuya khoắt, lúc ẩn lúc hiện, lúc nhạt nhòa, lúc ánh lên như một được rát hàng ngàn và hàng vạn viên kim cương óng ánh toát lên vẻ kỳ bí vô cùng. Việc thả diều đã được hoàn tất, ông nội và ông Tuệ cùng bước lên gốc đa, mỗi người tự chọn cho mình một đoạn rễ nổi gồ lên mặt đất làm chiếc ghế ngồi. Tiếng sáo diều trong vắt tựa hồ như một bản tình ca hết sức dịu êm và làm ông nội khắc khoải vô cùng. Ông bỗng nhớ những ngày còn từng sống trong căn nhà của ông bên làng Vân Nhuệ. Ông nhớ đến từng viên gạch đỏ au lát trên nền nhà từ tới hàng gạch xây bó bờ tận cuối sân. Ông nhớ cả hai ô cửa sổ có cánh cửa màu xanh nhạt ở hai bên bức tường hậu. Cả ô cửa sổ đều nhìn ra khu vườn phía sau có những cành lá xanh mượt xòa xuống, chỉ cách những song cửa sổ bằng một vài tấm với. Hồi Việt Minh chưa đánh nhau với quân Pháp, cứ sáng sáng những chú chim nhỏ xinh xinh, bộ lông màu vàng óng mượt lại lích chích bích truyền cành và vạch từng chiếc lá bắt từng con sâu rồi cao hứng hót líu lo khiến ông nội rất thích thú. Bất giác ông nội dùng mình đưa cánh tay quẹt qua đôi mắt thiếu ngủ, ướt nhèm. Gió lạnh vẫn chu cháo từ bên kia sông tạt sang, cũng may thời trời chỉ rét khan chứ không có mưa. Nếu rủi mà có mưa thì chịu chết, làm sao mà diều bay lên được. Đến nước ấy thì chỉ còn cách là chính ông phải đích thân vượt sông sang gặp Tùng. Ông Tuệ ngồi ngả người, lưng tựa vào gốc đa bắt đầu cất tiếng gáy ò ò. Ông Tuệ là người dễ ăn dễ ngủ, ngã đâu cũng là giường. Bà vợ ông Tuệ vẫn thường nói đùa, đáng lẽ ông phải là người tầm tinh con lợn mới đúng, vậy mà ông lại mang tuổi hổ. Cùng tuổi với ông nội tôi, mặc dù hai người là bạn, chơi thân với nhau như hai anh em ruột, nhưng ông Tuệ luôn coi ông bạn mình là bậc quân sư. Có việc gì quan trọng, ông Tuệ đều hỏi ý kiến ông bạn, và khi ông bạn đã quyết thì không có việc gì ông Tuệ không làm theo.
Ông nội nghe tiếng gáy của ông Huệ, quay sang nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Ông nội luôn mặc cảm những phiền toái do gia đình ông mang đến cho đã làm cho gia đình nhà ông Tuệ vất vả thêm bội phần. Trong một lần hai người nhâm nhi chén rượu, ông nội cũng buột miệng nói ra những suy nghĩ như vậy. Ông Tuệ nghe bạn nói, trong lòng chẳng lấy mấy vui tí nào. Ông nói với ông bạn, mọi rủi ro của gia đình bên ấy đều là do nỗi bất hạnh của chung của cái đất nước khốn khổ này đẻ ra, chứ có ai muốn thế. Và đã ít nhất hơn một lần, ông Tuệ trừng mắt, cấm ông bạn không được nghĩ vẩn nghĩ vơ như thế nữa. Ông nội đưa tay đập nhẹ vào vai ông Tuệ. Ông Tuệ ngủ ngon lành, chẳng mở dậy, ngơ ngác như một đứa trẻ đang ngủ ngon bị đánh thức. Có việc gì mà ông gọi tôi dậy sớm thế? Ông về nhà mà ngủ đi, để mình tôi ngồi canh chừng cũng được. Bấy giờ ông Tuệ mới sực nhớ là hai người còn đang ngồi ở gốc đa trên bờ đê, cũng vừa lúc gà gáy canh hai từ trong làng vọng ra râm ran. Ông Tuệ há mồm ngáp cái rõ dài rồi đờ đẫn quay sang phía ông bạn. Chết thật, tôi ngủ quên khuấy đi mất, bây giờ mình thì tỉnh rồi. Ông cứ để tôi ngồi đây cho ông với ông cho vui, đợi sáng hẳn thì tôi và ông cùng về nhà ngủ bù cũng được. Ông nội gật đầu, mảnh trăng non đã rơi xuống phía cuối chân trời, không gian bắt đầu tối dần sẫm lại. Ông Tuệ vừa vê mồi thuốc lào cho vào nõ điếu, bước xuống chân đê, châm lửa kéo một hơi thật đã rồi ngửa mặt lên trời mà rất khoái trá. Bỗng bên làng Vân Nhuệ có tiếng chó sủa dồn vọng sang, rồi im bặt ngay lập tức. Lạ thật, ông nội nghĩ thầm. Ông nội nắm chắc quy luật của hoạt động của làng Vân Nhuệ. Mới chập tối một lúc là mọi người đã không muốn ra đường, chứ nói gì đến giờ này. Ngay cả bọn lính trong đồn cũng vậy, nếu gặp phiên trực đêm cũng chẳng thích thú gì việc đi tuần. Người làng giờ Vân Nhuệ không muốn ra đường vì sợ chẳng may gặp bọn lính đi tuần dễ bị chúng ăn vạ. Nếu không ăn vạ được, rất có thể chúng sẽ vu cho là Việt Minh thì chẳng những bắn, bản thân sẽ bị bắt bớ, tra khảo, mà còn làm khổ cho cả gia đình mình nữa. Còn bọn lính thì ngại đi tuần vì sợ Việt Minh phục kích. Mặt khác là lính tráng thì đứa nào mà chẳng ở độ tuổi ăn ngủ. Vậy nên cứ chừng 10 giờ tối là chúng lại tìm chỗ, có khi chui rúc vào một xó xỉnh nào đó, miễn là kín đáo, làm một giấc. Hễ qua được một đêm thì bình an vô sự là tốt, là may lắm rồi. Ông nội quay sang vỗ vai ông Tuệ thì thầm, có lẽ thằng Tùng sang đấy ông ạ. Sao ông biết? Ông Tuệ ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi tôi nghe có tiếng chó sủa dồn rồi lại im bặt ngay không? Tiếng chó sủa dồn như thế, người ta bảo nó là chó cắn ma. Nếu dạ là họa là có ma thật thì chó sủa không ngớt, chỉ đến khi bóng ma biến mất, lũ chó kia mới chịu câm nín. Còn đêm hôm như thế này, cái giống chó mà đánh hơi thấy có người lạ thì nó sủa ầm ĩ cho đến khi người lạ đi khuất mới chịu thôi. Tôi nghe tiếng chó sủa vừa rồi không phải là tiếng chó cắn ma, cũng không phải là tiếng chó sủa đuổi trộm. Lũ chó này vừa thấy động là sủa dồn một hồi, nhưng sau đó đánh hơi nhận ra người quen nên đã im bặt ngay. Tôi tự đồ rằng thằng Tùng đã nghe thấy tiếng sáo, lợi dụng lúc mặt trăng vừa lặn, trời đang tối nên đã tranh thủ vượt sông. Ta cứ thử chờ thêm một lát xem có đúng là thằng Tùng sang không nhé. Ông Tuệ nghe thấy có lý, gật đầu, nhưng vẫn còn hơi lăn tăn, trời rét thế này làm sao mà thằng Tùng bơi sang sông được. Ông Tuệ nói với ông bạn như thế, nhưng ông nội thì vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột. Ông đừng lo, thằng Tùng đã ém sẵn trước thúng câu trong rừng cây kia rồi. Khi còn người sống trong vùng tạm chiến luôn chuẩn bị cho mình mọi phương tiện để đối phó khi cần thiết. Hai người cùng đưa mắt nhìn xuống dòng sông chờ đợi, gió rét vẫn như cái thứ gái làng chơi ra sức cổ và ra thịt hai ông già, nhưng cả hai ông đều phớt lờ, chẳng thèm để ý đến mấy cái thứ của nợ ấy làm gì. Căng thẳng hồi hộp, lúc này nom hai ông giống hệt như hai pho tượng lão nông chi điền vừa bị thiên tai cướp trắng vụ mùa, bội thu sắp đến ngày thu hoạch. Hai ông ngủ rồi đấy à? Ông Tuệ thấy vậy, tưởng ông bạn đã ngủ, buột miệng hỏi, ngủ thế nào được, sao im lặng thế? Tôi đang nghĩ không biết lần này là liệu Việt Minh có thắng nổi quân Pháp không. Nếu thắng được thì phúc đức quá, chứ nếu thua thì xem như tôi đã mất sạch cả. Lão Sáng chỉ giữ lời hứa với mình là khi nào biết quân Pháp sẽ bị thất thổ rồi thôi ông ạ. Thằng Sáng mà trở mặt là thì lại điệu nó về đây mà hỏi tội, lo gì. Trời, lúc ấy ông Sáng, ông ấy sẽ đánh có cách đề phòng, cũng không dễ gì chúng ta bắt được lần thứ hai đâu. Tôi hiểu rồi, nhưng theo ông lần này việc thắng thua giữa bộ đội và quân Pháp rồi sẽ ra sao? Nghe con cả nói thế, tôi cũng có phần nào tin tưởng, nhưng thứ thực với ông, nhiều lúc tôi vẫn cứ thấy nghi hoặc đánh đấm trận mạc lớn hơn nhau ở cái súng đạn đã đành, nhưng cũng còn có cái do cái chí mới là quyết định. Súng đạn thì chúng nó hơn bộ đội mình nhiều lần, còn cái chí thì chẳng biết ai hơn ai, tôi vẫn thấy lo lắm ông ạ. Ông Tuệ định nói thêm điều gì nữa nhưng bỗng im bặt, tai ông giỏng lên nghe ngóng rồi đưa tay đập lên vai ông bạn. Tôi nghe thấy có tiếng chèo đạp nước, khéo thằng Tùng sang đấy thật ông ạ.
Ông nội nghe ông Tuệ nói thì tin ngay lời, bởi ông Tuệ chẳng những có đôi mắt nhìn xuyên được màn đêm mà còn có đôi tai thính như loài rơi săn muỗi vào lúc chập tối. Ông nội bật người như chiếc lò xo bị dồn nén đến cực độ, đứng phát dậy. Vậy hả? Nếu ông đã nghe thấy tiếng chèo đạp nước thì đúng là thằng Tùng thật rồi. Giờ này nếu không có việc cần kíp thì chẳng ai ra sông làm gì đâu. Ông nội nói xong lao ngay sang chân đê bên kia. Ông Tuệ cũng vội vàng lao theo. Hai người lom khom bước tới gần mép nước, ngồi thụp xuống chờ đợi. Quả nhiên chỉ sau một lát, bóng chiếc thuyền nhỏ đan bằng tre đã hiện ra mờ mờ, khi khoảng cách chỉ còn khoảng chừng một nửa con dao quăng. Ông nội nhận ngay ra cái bóng người quen quen kia chính là Tùng. Có phải Tùng được không đấy? Ông nội khẽ lên tiếng. Vâng, cháu đây, bác Hai phải không? Chiếc thuyền vừa ghếch mũi vào nền cát. Tùng đứng dậy, hai tay quẳng hai mé chèo xuống lòng thuyền, nhảy lên bờ. Sao hai bác biết cháu sang mà ra tận đây đón? Tùng thì thầm hỏi. Không phải là biết cháu sang ra để ra đón, mà chỉ là các bác ra thả diều rồi ngồi ngồi canh chừng dưới cốc đa kia thôi. Khi ông Tuệ phát hiện thấy có tiếng chèo đạp nước thì bác đoán là 10 là cháu đã sang. Vâng, thế các bác cũng vừa mới thả diều thôi à? Cháu đang ngủ thì mơ màng nghe tiếng sáo kêu giật mình thức giấc. Đúng là tiếng sáo của bà diều của bác Hai. Cháu biết là có việc quan trọng lắm, bác mới gọi vào lúc nửa đêm như thế này, nên cháu phải tranh thủ sang ngay. Đúng là có việc rất quan trọng. Chị cả mày vừa về lúc nãy, tối đêm qua khuya hôm qua, nó đang có việc cần gặp cháu ngay đấy. Tùng nghe ông nội nói chị cả mày mới về thì rất sửng sốt, trong lòng thấy lửa mừng lửa no, lo vội hỏi. Thế chị cả cháu đâu rồi hả bác? Chị cả mày đang ở trong nhà ông Tuệ đấy. Tùng nghe nói vội vàng quay lại, cả hai tay nắm lấy mũi thuyền lôi sành sạch lên nền cát. Đến sát chân đê, Tùng cúi xuống nhặt hai chiếc mái chèo đưa ông nội. Bác hai cầm giúp cháu cái này. Ông nội giờ gật đầu cầm lấy hai mái chèo. Tùng cúi xuống giang cả hai tay bưng chiếc thúng úp ngược lên đầu, phăm phăm chạy lên mặt đê để sang chân đê bên kia, rồi từ từ hạ xuống chiếc thúng xuống. Tùng làm như thế bởi nếu công việc chưa xong mà trời đã sáng thì cũng không sợ bọn lính ở bên kia nhìn thấy. Xong xuôi, Tùng lại phăm phăm lao về phía nhà ông Tuệ. Ông nội và ông Tuệ cùng đi với tới chỗ cọc buộc dây thả diều. Khi ông Tuệ vừa định gỡ dây thu diều thì ông nội giơ tay ra hiệu cho ông Tuệ dừng lại. Đừng, ta cứ để đến chiều tối hãy hạ diều xuống. Quân Pháp bên kia sông sẽ nghĩ là diều của ai đó chỉ thả chơi cho vui. Bây giờ mà hạ xuống diều ngay thế nào bọn chúng cũng nghi ngờ. Đoán là chiếc diều có tình ý ám hiệu rồi gì rồi thì canh gác thì sẽ bất lợi. Ông Tuệ nghe bạn nói gật đầu lia lịa. Phải đấy, phải đấy, thế mà tôi không nghĩ ra. Rồi hai ông cùng ngửa mặt nhìn chiếc diều lần nữa, sau đó mới dùng cùng quay gót bước về nhà. Trên không trung, chiếc diều vẫn đang thỏa chí tăng bổng, bay lượn cùng tiếng sáo trầm bổng rất vi vút. Tùng chạy đến trước ngõ nhà ông Tuệ, thấy trong nhà vẫn im ắng thì biết mọi người đang còn ngủ nên không gọi cửa. Chàng định quay lại chỗ ông nội và ông Tuệ thì cũng vừa lúc hai người về đến nơi. Cháu vào nhà đi, chắc chị cả mày vẫn còn ngủ, còn đang ngủ, hồi đêm thức khuya quá cháu ạ. Ông nội nói với Tùng. Ông Tuệ thấy thế, bước như chạy tới mở trước cánh cửa khép hờ cho Tùng vào. Trong nhà vẫn tối như hũ nút. Ông Tuệ dở dẫm tìm chiếc đèn dầu ngồi rồi xuống bếp lấy con bùi nhùi thổi lửa để châm đèn. Ông Tuệ mang được chiếc đèn dầu lên nhà thì cũng là lúc mẹ từ dưới nhà ngang bước ra sân. Mẹ co ro trong chiếc áo cánh nâu khoác bên ngoài là chiếc áo bông cũ mẹ đã mặc từ lúc chiều qua. Con chào thầy, cháu chào bác, em chào chị chào em Tùng. Bác và là thầy làm cách nào mà nhắn tin cho em Tùng biết sang thế ạ? Tất cả mọi người còn chưa kịp nhìn thấy người thì đã nghe tiếng chào. Mẹ bước vào sân trong sự ngạc nhiên vô cùng vì sự có mặt quá nhanh của Tùng. Ông Tuệ vừa gật gù vừa chỉ tay lên bầu trời phía bên kia sông nói. Bên bờ sông nói, cháu có nghe thấy tiếng sáo diều đang kêu ngoài kia không? Đấy là chính là ám hiệu để báo cho cậu Tùng biết mà sang nhanh thế đấy. À, ra là thế, cháu hiểu rồi. Mẹ đáp lời ông Tuệ, tối qua ông nội và ông Tuệ đã nói rất nhiều với chuyện, nhiều chuyện xảy ra kể từ ngày mẹ ra đi. Nhưng riêng chuyện ấy, tiếng sáo diều để liên lạc với Tùng thì vẫn là một câu chuyện mẹ chưa hề biết đến. Hóa ra tiếng sáo diều đang rất réo ngoài kia là của ông nội và ông Tuệ đã thả từ lúc nào nào trong đêm. Mẹ cố nhớ lại, hình như lúc mẹ đang mơ ngủ thì cảm giác như có tiếng sáo diều vang lên. Nhưng cũng vì quá mệt mẹ đã ngủ vùi sâu trong giấc ngủ nên chẳng còn biết trời đất ra sao nữa. Khi nghe tiếng ông nội và ông Tuệ nói với Tùng ở cổng thì mẹ chợt tỉnh, biết là Tùng đã sang. Mẹ mừng rỡ vô cùng, lại chính vì quá mừng nên mẹ đã vô tình mà không để ý đến tiếng sáo diều vẫn đang réo rắt trên bầu trời. Phải đến lúc nghe ông Tuệ nói, mẹ mới kịp nhận ra tiếng sáo diều trên bầu trời ngoài kia là quá đỗi quen thuộc. Tiếng sáo diều ấy chứa đựng biết bao tâm sự buồn vui của những người mà mẹ đã hết lòng yêu thương.
Giờ đây cả gia đình mẹ đang rơi vào tình cảnh tan nát chia lìa, tiếng sáo diều ấy càng đong đẩy thêm tình nghĩa hơn bao giờ hết. Mẹ lại chợt nhớ đến cha, trong lòng mẹ đang khơi dậy biết bao kỷ niệm đối với người chồng như của những tháng ngày đã đi qua. Ngoài võ thuật, diều cũng là một thú vui mà cha rất đam mê. Cứ chiều chiều sau mỗi buổi làm việc, cha lại lên bờ sông để thả diều. Khi cánh diều đã bay lên cao êm ả rồi, cha mới xuống bãi để tập luyện võ thuật. Càng nhớ lòng mẹ càng quằn quặn thêm nỗi đau. Cha đi biển biệt đã đành, nhưng chỉ đây với kia thôi, chỉ bên này với bên ấy, cách nhau mỗi dòng sông vốn rất hiền hòa mà sao đi mãi chẳng đến được bờ bến bờ. Thật may mắn làm sao, chính cái thú vui thả diều của ông nội và cha ngày ấy hôm nay đã làm nên một điều kỳ diệu để giúp cho mẹ kết nối được hai bên bờ sông đang bị quân thủ chia cắt. Mẹ quay sang nhìn ông nội với và ông Tuệ bằng cặp mắt rớm lệ. Con xin cảm ơn thầy và các và bác đã giúp con gặp được em Tùng. Nếu không có thầy và bác thì con cũng chưa biết phải xoay sở thế nào nữa ạ. Cháu không phải nói thế, kháng chiến là việc của toàn dân thôi. Bây giờ hai chị em bàn tính công chuyện với nhau đi, ông Tuệ nói rồi đưa mắt nhìn ông nội. Tôi với ông đi ngủ một lát để chị em chúng nó bàn bạc công việc. Hai người đứng dậy đi về giường nhà của mình. Mẹ quay sang nhìn Tùng nói, em đến lúc quá, đúng lúc quá, chị đang cần gặp em để bàn một việc rất quan trọng. Vâng, chị cả có khỏe không ạ? Em nhìn chị thay đổi nhiều quá, đúng là người của kháng chiến có khác. Mẹ nhẻn cười, nụ cười vụt tắt ngay khi vành môi còn chưa kịp tươi tắn. Dạo này em có nhận được tin tức gì của Nhung không? Mấy lần Nhung định tự tử, nhưng thằng chó ấy cho lính vào nhà bắt mẹ Nhung ra đồn khuyên giải con. Nó dọa nếu Nhung tự tử thì nó sẽ giết cả nhà. Bây giờ chị cả bảo em phải làm gì để cứu Nhung. Em đang nghĩ cách giết nó chị ạ. Em đừng làm gì manh động rồi nguy hiểm đến tính mạng đấy. Sắp tới Ủy ban Kháng chiến huyện sẽ mở đợt tấn công lớn, nhổ cái đồn ấy đi. Em sẽ có cơ hội góp phần làm chiến thắng lịch sử này của huyện ta và cũng là để cứu Nhung đấy em ạ. Vậy hở chị, bao giờ Việt Minh về đánh đồn? Tùng nhổm hẳn người lên về phía mẹ, hỏi dồn. Cũng còn tùy thuộc, khi nào có cơ hội thật tốt thì sẽ đánh. Bây giờ chị đang có việc muốn nhờ em giúp đỡ để tạo được thời cơ sớm cho việc đánh đồn giải phóng làng Vân Nhuệ. Vâng ạ, chị cả bảo gì em cũng được. Đợt này nhất định chị cả phải cho em tham gia đánh đồn với nhé. Được, chị hứa, kể từ giờ phút này, nhân danh Ủy ban Kháng chiến huyện, chị tuyên bố kết nạp em vào đội du kích của làng Vân Nhuệ. Em cảm ơn chị cả nhiều lắm, Tùng mừng quính nói. Thôi được rồi, bây giờ em nghe chị giao nhiệm vụ đây. Mẹ lấy trong túi một tờ giấy gấp nhỏ, cẩn thận mở ra rồi nhẹ nhàng vuốt cho tờ giấy ấy phẳng phiu. Đó là bản danh sách các đội viên du kích trong thời kỳ năm 46 còn giữ lại được cùng bí mật, cùng mật khẩu để liên lạc với họ. Em có biết chị Huệ ở là xóm Đình không? Em biết, em cũng rất quý chị Huệ lắm mà. Thế mà chị Huệ cũng là du kích của Việt Minh hả chị? Đúng đấy, em về gặp chị Huệ, nói với chị ấy là mùa xuân sắp về với làng Vân Nhuệ rồi, phải tuyệt đối giữ bí mật, không được nói với bất kỳ ai, kể cả với Huệ. Chị là chị đang ở bên làng Hạ và đã gặp em nghe chưa? Vâng, em hiểu rồi ạ. Chị Huệ có nhờ giúp đỡ gì thì em cố gắng giúp đỡ chị ấy. Bây giờ em có thể về được rồi, phải nhanh lên, tranh thủ về ngay trước khi trời còn chưa sáng. Vâng ạ, em về ngay đây ạ. Chị cho em gửi lời chào hai bác và vợ chồng bác Tuệ nhé. Tùng nói xong chạy vụt ra phía bờ sông. Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày. Tùng có một khẩu súng trường lấy được của một thằng lính Tây nhân lúc tên này đi tuần, uống rượu say rồi ngủ tít ở dưới gốc cây nhãn ở đầu làng. Tùng mang về bọc cẩn thận, chôn xuống cuối góc vườn để chờ thời cơ có cơ hội giết thằng trưởng đồn Tây cứu Nhung, nhưng vẫn chưa được thực hiện được ý đồ. Bây giờ là lúc hắn sắp phải đền tội. Vì đang sôi sục ý chí định trả thù nên chàng trai này rất là hăng máu. Chàng buộc hai chiếc mái chèo vào một sợi dây, đeo lên vai, hai tay gồng cứng, vật chiếc thúng câu lên đầu, chạy một mạch xuống mép nước rồi nhanh chóng hạ xuống. Trời vẫn còn đang tối, Tùng nghe ngóng không thấy động tĩnh gì, chỉ có tiếng gió lùa vào miệng sáo diều của ông nội và ông Tuệ đã thả hồi đêm. Tùng đẩy chiếc thúng ra khỏi bờ, rồi lao dần lao lên theo. Chiếc thúng câu tròng trành, cuốn hất chàng muốn xuống dòng nước lạnh buốt, nhưng Tùng đã quen với công việc này nên điều khiển chiếc thúng câu nhanh chóng thăng bằng trở lại, cũng chẳng khó khăn gì. Tùng hạ cặp mái chèo trên vai xuống, tháo lấy chiếc dây buộc rồi hai tay thoăn thoắt sải thật mạnh. Chiếc thúng câu cướp dòng nước vun vút lao đi. Chẳng mấy chốc Tùng đã sang được bờ sông bên kia làng Vân Nhuệ.
Sau khi giấu chiếc thúng câu cẩn thận, Tùng lại lom khom cắt lội tắt qua vùng đất trắng trở về nhà an toàn. Tùng ra bể lấy nước trước sân, thấy lấy chiếc gáo rửa múc nước rửa qua chân rồi chui vào ổ rơm ở góc nhà định làm giấc ngủ. Chàng nằm mãi nhưng không sao ngủ được. Chàng thao thức nhớ tới Nhung với bao ý định hành động cho những ngày sắp tới. Cứ mỗi lần nghĩ tới cảnh tượng thời tên trưởng đồn Tây mặt đỏ như con cà trọi nằm trên bụng người yêu là cơn ghen lại bốc lên mặt dần dật, khiến chàng không thể nào chịu nổi. Chàng chỉ muốn hét lên: "Tao sẽ giết mày như một con lợn." Hai cánh tay chàng bỗng nhiên gồng cứng như đang siết chặt vào cái gân cổ gân guốc của hắn. Tùng nghĩ đến thế thì bản năng khiến chàng vùng dậy. Ngoài sân trời vẫn còn chưa tỏ mặt người. Chàng bước tới bên bể nước, vốc nước rửa mặt rồi với chiếc giỏ đeo trên lưng giả làm người đi đổ ống lươn. Chàng lượn lờ qua xóm đình nhà chị Huệ ở tận cuối xóm, nhìn ra cánh đồng có cây đa cổ thụ tán lá tròn như mâm xôi khổng lồ. Chàng nước mắt đương ngang thấy trong nhà vẫn còn im nắng thì sốt ruột vô cùng. Mọi ngày Tùng vẫn thường đi qua nơi đây để ra cánh đồng ngoài kia bắt cua cá. Hết kiếm được nhiều, khi trở về Tùng lại gọi chị Huệ ơi ới để san sẻ cho chị một bữa. Vậy mà hôm nay Tùng thấy hồi hộp quá, con tim chẳng bỗng nhiên đập nhẹ thật mạnh, muốn hất văng ra ngoài. Chị Huệ là một cán bộ Việt Minh nằm vùng, chính bản thân Tùng cũng đã trở thành đội viên du kích đối địch với quân Pháp, thế nên việc gặp gỡ giữa hai người bây giờ không còn là chuyện bình thường như trước được nữa. Nhiệm vụ chị cả vừa giao là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chuẩn bị cho một sự kiện long trời lở đất, một mất một còn đối với dân làng Vân Nhuệ. Trong đó có cả chàng và mối thù không đội trời chung với một tên đồn trưởng. Tùng cứ đi lại quẩn quanh trước ngõ của nhà chị Huệ tới hai ba lượt rồi mà trong nhà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nếu cứ tiếp tục lượn lờ như thế này, chẳng may có ai nhìn thấy sẽ rất bất lợi. Tùng đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nảy ra một kế. Chàng chạy một mạch về nhà lấy chiếc cây móc đi ra cánh đồng bắt cua. Tùng rất giỏi công việc này nên chỉ một loáng đã bắt được một giỏ đầy. Cùng Tùng quay về đứng trước cổng nhà chị Huệ gọi toáng lên: "Chị Huệ ơi, chị Huệ." Chị Huệ cũng vừa tỉnh giấc còn chưa kịp chui ra khỏi chiếc ổ rơm thì nghe Tùng gọi. Chị Huệ đoán chắc cu cậu kiếm được nhiều cua cá, lại giờ gọi cho chị Huệ đây mà. "Chị Huệ ơi, Tùng đợi chị một lát nhé." Chị Huệ vừa lên tiếng vừa chui ra khỏi ổ rơm. Tùng không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, chàng thò tay qua khe tấm liếp cửa mở then cài rồi vào. Khi nhìn thấy chị Huệ, chàng cười hì hì, tay nhấc giỏ cua đeo bên sườn lắc lắc rồi mới nói như thật to, có ý để tất cả mọi người trong xóm đều nghe thấy: "Chị Huệ mang chiếc ang sành ra đây, em cho bữa cua này. Sáng hôm nay em đi bắt cua sớm thế, lại cho chị nữa à?" Chị Huệ quay xuống bếp lấy chiếc ang sành đặt ở chỗ Tùng. Tùng ngồi phẹt xuống hạ chiếc giỏ mở hom, dốc ngược cho cua rơi xuống. Khi áng chừng đã đủ bữa ngon cho chị Huệ, Tùng đứng dậy đậy chiếc hom giỏ đeo lại bên sườn rồi nhìn thẳng vào mắt chị Huệ khẽ nói: "Mùa xuân đã sắp về làng Vân Nhuệ rồi đấy." Chị Huệ nghe Tùng nói, nhận ra mật khẩu liên lạc của tổ chức, giật nảy mình. Đã 8 năm trời, chị vẫn đang nóng lòng mong đợi. Hôm nay mới nhận được tin mùa xuân ấy sắp trở lại về. Thật là quá bất ngờ, đến nỗi chị Huệ phải đứng ngây người ra. Phải mất một lúc sau, chị Huệ mới kịp trấn tĩnh lại. Hai chị em thì thầm trao đổi thêm vài vấn đề cần thiết nữa. Tùng giật giật cái đầu rồi chạy vụt ra cửa, nhanh chóng khuất bóng sau hàng dâm bụt ngoài ngõ.